Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh ô tô cũ Meling. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay kênh ô tô cũ Meling xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe, đó là dòng phân khúc sedan, một chiếc Lancetti sản xuất năm 2004, đăng ký năm 2005. Đây là một phân khúc sedan dòng xe hai đầu dành cho dòng xe đô thị để cho quý vị và các bạn sử dụng. Một chiếc xe không taxi, dịch vụ không vận động các bạn nhé. Xe đăng kiểm dài biển 34, nhưng mà nó là con này gốc Hà Nội quý vị và các bạn, trong thành phố Hà Nội cũng như là thành phố Sài Gòn, bất cứ thành phố nào trong cả nước, con này rút hồ sơ sang tên thì sẽ không mất tiền biển 20 triệu các bạn nhé. Thì các bạn chỉ mất tiền phí, gọi là đăng phí sang tên như các xe khác bình thường thôi. Và kính thưa quý vị và các bạn, xin mời các bạn quan sát tổng thể chiếc xe. Đây là một chiếc xe sedan dòng phân khúc hai đầu. Đây là một mẫu xe rất là đẹp của dòng Lancetti của chúng tôi. Và con xe này thì nó được trang bị động cơ làm việc, đó là động cơ 1.6 quý vị nhé. Động cơ 1.6 dòng phân khúc sedan với một chiếc xe rất đẹp. Và kính thưa quý vị và các bạn, bên Lancetti mình có hai con, và Forester có một con, và còn hai con Spark cũng như là còn một con Ford nữa các bạn nhé. Mình còn rất nhiều những cái dòng xe như thế này. Và bên tại hai cơ sở, đó là cơ sở 1 tại thị xã Bến Cát Bình Dương, và cơ sở 2 của mình đó là tại ngã tư chợ Hoa Mê Linh, thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn mua con xe này ở tại thị trường, ví như ở ngoài Hà Nội này, các bạn có nhu cầu rút hồ sơ vận chuyển vào trong Bình Dương, mình sẽ có nhu cầu rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Chiếc xe này nếu vận chuyển vào trong Bình Dương cộng thêm phí 5 triệu tiền vận chuyển các bạn nhé. 5 triệu vận chuyển và cộng với là cái tiền rút hồ sơ. Rút hồ sơ thì có thể là nó sẽ lên là 2 triệu rưỡi và 2 triệu. Con xe là tùy theo chúng tôi có thể là lựa cho các bạn. Nhưng chắc chắn là nó cũng vẫn mất độ 2 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy là phí rút hồ sơ. Và các bạn mua thì có thể đặt cọc qua hai kênh. Đó là kênh cơ sở 1 đó là Mê Linh và cơ sở 2 Bình Dương. Các bạn nếu ở trong khu vực phía Nam, các bạn có thể đến trực tiếp Bình Dương các bạn đặt xe, hoặc các bạn có thể nếu tin tưởng các bạn hãy đặt xe qua online của chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như trên mình tôi đã giới thiệu cho các bạn là chiếc xe sedan dòng phân khúc hạng C, đó là dòng phân khúc hai đầu, dòng xe rất một thời rất là nổi tiếng và hoành tráng của một chiếc xe, đó là thương hiệu Mỹ, đó là dòng của đến từ Hàn Quốc, và bây giờ nó đã bán cái thương hiệu này cho hãng GM Moto các bạn nhé. Một chiếc xe này thì nó chỉ nhỉnh hơn 100 triệu, đó là nó có chỉ 130 triệu đổ lại các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng ta đi chán, chúng ta bán không bị lỗ bao nhiêu cả. Và con xe này chúng tôi vừa mới đăng kiểm xong các bạn nhé. Chúng tôi vừa mới đăng kiểm xong ngày hôm nay, đăng kiểm ngày hôm nay luôn. Thì các bạn không phải lo và hỏi về phí đường bộ cũng như là đăng kiểm hoặc là phạt nóng phạt nguội, thì các bạn khỏi phải lo luôn nhé. Mình vừa đăng kiểm xong, vừa đăng kiểm xong luôn các bạn nhé. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện tại là nền kinh tế và cái thị trường xe nó chưa ổn định, và tất cả các hãng xe có thể đã có chương trình khuyến mại và giảm giá sâu, và chúng ta mua xe có thể không hoàn lãi trong vòng 2 năm như hãng VinFast, Power, các loại dòng xe của VinFast. Và các hãng xe có thể đưa ra chương trình khuyến mại rất lớn, nhưng mình cũng xin góp ý đôi lời là các bạn có nhu cầu mua bất cứ xe nào ở thị trường Việt Nam, thì bây giờ hiện tại thị trường Việt Nam thì nó đang là giảm giá sốc sâu, nhưng là các bạn cũng phải lên cân nhắc là tiềm lực kinh tế của mình các bạn nhé, cho phù hợp với từng gia đình mình. Có thể là mình nhiều tiền thì mình có tiền, hoặc làm ăn kinh tế ổn định thì các bạn có thể là mua thẳng hoặc mua trả góp cũng được. Nhưng mà các bạn cũng lên cân nhắc, mình cũng như video trước mình nhắc là rất buồn các bạn nhé, có một anh bạn từ Vĩnh Phúc xuống bán chiếc xe cho bên mình, mới thời điểm năm 2018 bạn đi mua là con xe bản cao nhất số sàn của dòng Lancetti Cru các bạn nhé, màu đỏ số sàn, bản hai túi khí phanh ABS, chống trơn trượt bó cứng đầy đủ, đi đúng 5 vạn km. Mình rất buồn, hai bố con đi bán xe mà buồn đến nỗi kiểu rơi nước mắt. Mua một con xe đấy hơn 750 triệu đăng ký xong các bạn nhé, 750 triệu đăng ký xong mà bây giờ bán các bạn biết không, 320 triệu, đó là thị trường chung. Và trong 2 năm bạn ấy làm là vừa giả góp là còn lãi lỗ rất nhiều tiền giả góp này, và vừa là các bạn ấy là làm 2 năm gần như là các bạn biết mất đi 430 triệu các bạn nhé, mất đi 430 triệu chưa kể lãi giả góp,
chưa kể công mình 25 làm việc gần như không công. Đấy, cho nên các bạn cũng cân nhắc, mình không khuyên các bạn là cố hay không cố, mà các bạn tùy theo hoàn cảnh các bạn nhé. Chúng ta mua một cái chiếc xe rất dễ, nhưng trong quá trình chúng ta mua về để chúng ta sử dụng và chúng ta kiếm ra đồng tiền để cho chiếc xe duy trì hoạt động và lăn bánh trên đường, và để giả được hàng tháng một chút lãi cộng với chút gốc, thì chúng ta hãy cân nhắc là thị trường xe bây giờ nó chưa ổn định các bạn nhé. Nếu có ổn định xe mới thì các bạn hãy hết 2020, thì lộ trình của Việt Nam là lộ trình cuối cùng năm 2020 thì xe sẽ ổn định, và chúng ta lúc đấy thì cái thị trường giữa xe cũ và xe mới nó sẽ ổn định và còn giá mua rất ổn định. Như bây giờ thì nó hơi bị bấp bênh. Và nếu các bạn có điều kiện sử dụng xe, nhu cầu sử dụng xe ngay như những dòng này, thì các bạn mua những dòng này thì nó chỉ hơn 100 triệu, không lỗ lãi bao nhiêu cả. Các bạn sang năm đi, các bạn bán con này cho mình lãi bạn lỗ 30 triệu đi, thì các bạn vẫn được 100 triệu, không lỗ bao nhiêu cả. Một năm lỗ 30 triệu, không chứ phải là một năm lỗ 200 triệu các bạn nhé. Đấy. Và con xe này thì các bạn mua thì nó là dòng phân khúc sedan. Nó đi rất là đầm và chắc, khỏe, máy 1.6 các bạn nhé. Nếu chúng ta đi đâu, gia đình, hoặc là các bạn có thể kinh doanh dịch vụ ở nhà chạy thêm, kiếm thêm đồng, rau dưa để phụ giúp gia đình, lấy tiền xăng đi lại, thì con này nó rất là tuyệt vời. Nó ăn thẳng hơn là dòng Moline luôn các bạn nhé. Ăn thẳng hơn, đầm chắc hơn Moline và Ghét, nhưng nó mức tiêu thụ nhiên liệu nó nhiều hơn một chút các bạn nhé. Và đó là điều dĩ nhiên các bạn nhé. Một anh khỏe mạnh thì anh phải ăn nhiều hơn là đúng, đúng rồi các bạn nhé. Thân vỏ là nặng hơn, đầm hơn, chắc hơn. Và con này, các bạn nào đã từng đi dòng xe như là Lacetti này thì các bạn đã từng biết, vì chiếc xe như này thì nó là đi rất là ổn định và đầm chắc hơn dòng Grandia các bạn nhé. Lacetti, nếu bạn nào đã từng đi thì các bạn sẽ có cái đánh giá rất là cụ thể, dòng này nó sẽ ổn định hơn dòng Lacetti. Và mình xin giới thiệu các bạn, đó là mình quay tổng thể xung quanh của xe rồi, và bây giờ mình sẽ giới thiệu trực tiếp cho các bạn là con này, phần cua lốp và cũng như là phần thân vỏ và máy móc sơn xi nội thất các bạn nhé. Các bạn quan sát này, về chiếc xe này thì nó rất là đẹp. Các bạn quan sát phần cua lốp này, và các bạn quan sát cho mình là phần gầm của nó còn nguyên, chưa mục mọt các bạn nhé, chưa mục mọt một chút nào này. Đấy, các bạn quan sát không, đáy gầm vẫn còn nguyên cao su của nó này, nó còn zin như này các bạn này. Đấy, còn zin luôn nhá các bạn nhé. Và các bạn quan sát cho mình ba bô lê của xe, hai bên ba bô lê có còn nguyên các bạn nhé, nó còn nguyên luôn. Đấy, đường gân thẳng tưng các bạn nhé. Và đường gần và sần của nó còn nguyên, chống ồn này các bạn này, chống ồn sần của nó còn nguyên các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Con này xin giới thiệu các bạn là con này mình mua của một sư thầy các bạn nhé, của một sư thầy luôn, và người ta đi rất cẩn thận. Và đây các bạn quan sát này, từ là răng các bạn quan sát này, còn zin của nó là biểu tượng DU của nó đây các bạn, còn nguyên các bạn nhé, tất cả bốn bánh con nào còn nguyên hết đó. Đây là một chiếc xe rất là còn đẹp các bạn ạ. Và đây các bạn quan sát cho mình này, nó có xin nhặt tay này và đấy, la răng trước các bạn ơi, nó còn nguyên này các bạn này. Và đèn của nó thì đèn rất là đẹp các bạn, để zin luôn, mới choang các bạn nhé. Và được trang bị cả đèn gầm các bạn nhé, đèn gầm đầy đủ này các bạn quan sát này. Và xin mời các bạn quan sát bên phụ của xe này, và bên phụ của xe thì các bạn quan sát này, một chiếc xe bên phụ này. Đấy, các bạn quan sát này, la răng của nó cũng thế này, rất là đẹp, đưa lên này. Và các bạn quan sát ba bô lê bên phụ này, và đây cái sơn sần của nó còn nguyên các bạn nhé. Những chiếc xe đẹp như này mà nó còn nguyên sơn sần như này thì tuyệt vời rồi các bạn này, tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, mình quay rất chi tiết cho các bạn xem này. Đấy, rất chi tiết. Và các bạn quan sát phần gầm nhé, các bạn quan sát phần gầm của nó vẫn đẹp cực kỳ luôn. Đấy, các bạn quan sát này, từng cái lúm cao su các bạn nhé, cao su của nó đây nó còn nguyên này, chưa mục mọt các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe nó chưa mục mọt đáy gầm này, còn nguyên này. Ba bô lê của nó còn zin nữa các bạn này. Đấy, rất là đẹp. Và các bạn quan sát một chút, đó là phần gầm, mình sẽ quay cho các bạn phần gầm này. Các bạn quan sát này, gầm ốc của nó này sáng choang các bạn nhé. Ốc nó sáng choang luôn này. Đấy, sáng choang các bạn này. Rất tuyệt vời. Và các bạn quan sát đằng sau của nó, biểu tượng là biểu tượng Lacetti. Và cái đèn hậu, hai đèn hậu là đèn hậu mới toanh luôn, rất là mới và đẹp các bạn nhé. Và biểu tượng của nó đầy đủ. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát này, về đằng trước của xe này. Về đằng trước của xe thì xin mời các bạn quan sát này, hai đèn của nó này,
Và chiếc Lancetti này thì chúng ta quan sát cái mặt ga lăng của xe thì nó làm cho chúng ta nhớ tới đó là biểu tượng của BMW các bạn nhé. Ba khoang nó kiểu như BMW, rất là đẹp và ấn tượng các bạn. Đó là một cái đặc trưng của những dòng xe này. Và các bạn quan sát này, và những chiếc xe như này thì các bạn yên tâm về thiết bị phụ tùng không bao giờ thiếu, và chi tiết của nó sửa chữa rất là rẻ các bạn nhé. Đó là tổng thể mình đã giới thiệu chi tiết bên ngoài. Và xin giới thiệu các bạn chúng ta quan sát đến là keo chỉ, keo cột của xe. Và con này nội thất của nó đã lên nội thất 207 các bạn nhé, 207 cho đến 2010, 2011 các bạn nhé. Đó là nguyên nội thất các bạn này. Nội thất vân gỗ chạy từ trước ra sau, các bạn quan sát này. Vô lăng củ số thì các bạn quan sát này, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này được trang bị đầu màn cam lùi đầy đủ các bạn nhé. Đầu màn cam lùi đầy đủ này, về sẵn sử dụng thôi. Và trần của nó này, đèn trần sáng theo xe, mở cái nó sáng này, rất là đẹp. Đấy. Đấy, anh chị kia, hai anh chị vừa xem xe con này nhưng mà anh chị còn đang ngập ngừng, và anh chị đang xem tiếp con dưới biển Hà Nội. Nếu anh chị có nhu cầu và anh chị có duyên thì anh chị lấy được con này. Xe rất là chất này. Đấy, rất là đẹp. Còn nếu anh chị không có duyên thì sẽ kiếm con khác. Và đây các bạn quan sát này, con này nó nguyên lỉ nhỉ, lỉ zin các bạn nhé. Đó, lỉ zin theo xe luôn. Và đây các bạn quan sát này, lỉ zin. Nếu chúng ta ai mà cẩn thận thì chúng ta bóc cái ly này ra thì trong này nó còn nguyên cái lỉ các bạn nhé, nguyên lỉ bên trong. Đấy. Và xin giới thiệu các bạn này về phần keo chỉ, keo cột. Keo chỉ con này thì các bạn quan sát này, đó là keo chỉ zin luôn, zin luôn các bạn nhé. Đấy. Và đây các bạn quan sát này, quá là vàng ươm này, một chiếc xe quá vàng ươm luôn. Và xin mời các bạn quan sát này, keo cột của nó keo cột zin các bạn nhé. Đó, rất là đẹp, zin tuyệt đối luôn. Và xin mời các bạn quan sát cánh sau này, cánh sau các bạn nhìn này, rất là đẹp các bạn này, khóa trẻ vẫn còn nguyên này, chỉ có là chỉ zin nữa các bạn này, không taxi dịch vụ một chút nào các bạn nhé, chiếc xe không taxi dịch vụ luôn. Đấy, không khoan đục các bạn nhé, không taxi dịch vụ và không khoan đục. Còn này giờ km chuẩn của nó là chạy ngoài 20 vạn một tí các bạn nhé, đó là km chuẩn luôn. Đó, các bạn quan sát này, xe rất là đẹp vương ý luôn. Đó, đó là phần bên lái mình đã giới thiệu cho các bạn. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát bên phụ. Và con này của nó cốp điện các bạn nhé. Và chủ người ta đã độ thêm loa tép này, độ loa tép này. Và có chỉnh gương trái phải, nhưng mà cái chỉnh gương hình như nó hỏng mất rồi các bạn nhé. Và chúng ta chỉnh tay thôi. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát này, phần cốp của xe. Cốp của xe thì các bạn quan sát nó vẫn còn cốp zin theo xe luôn, tất cả zin. Con này nó biển ở này chúng ta rút hồ sơ, nó gốc Hà Nội về chúng ta không mất tiền biển đâu, chúng ta sang tên. Vì đằng nào các bạn mua thì cũng phải sang tên, thì các bạn mua thì ai cũng có nhu cầu sang tên hết, thì nó giống nhau hết các bạn ạ. Còn cái nhu cầu còn là còn cái rút hồ sơ, mình sẽ trách nhiệm rút hồ sơ cho tất cả mọi người. Đấy, các bạn quan sát như thế. Và con này được cam lùi đầu màn đầy đủ luôn. Và các bạn quan sát từ đèn cốp của nó vẫn còn uy nguyên này, mở ra nó sáng các bạn nhé. Đó, tất cả đồ nhựa các bạn này, nó rất là đẹp. Một chiếc xe như này chỉ có 130 triệu đổ lại thì chúng ta mua một chiếc xe rất tuyệt vời luôn. Và các bạn có quan sát này, đồ zin các bạn nhé, đồ zin luôn. Và nó không bị va đâm, nai lại bất cứ chỗ nào cả. Đấy, bạn nào mua thì về yên tâm luôn. Các bạn quan sát này, nó zin luôn, không va đâm các bạn nhé. Đấy, chiếc xe rất tuyệt vời. Và phần sàn thì sẽ giới thiệu các bạn phần sàn luôn. Và đây phần sàn của nó. Thì con này thì phần sàn của nó là nó dán chống ồn các bạn nhé. Nó dán chống ồn này. Đấy, nó dán chống ồn. Và có kích đồ đầy đủ này, kích đồ tay mở các thứ đầy đủ hết này. Lốp dự phòng này, 5 quả lốp các bạn nhé, 5 quả lốp gần như là mới này. Lốp dự phòng theo xe là la răng đúc này. Đấy, con xe này chủ nhân của là một sư thầy, cho nên nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đây giới thiệu cho các bạn luôn, con xe này mình, vì tại sao mình bảo là của sư thầy. Đây, con này đầu này thì các bạn quan sát nhé, con này đọc thẻ USB, thẻ nhớ rồi là USB. Đây các bạn quan sát này, nó được trang bị thẻ nhớ USB này, đồ đạc này, đấy đĩa của người ta rất nhiều này.
đồ dùng rất nhiều các bạn nhé. Đấy, có đây đây của một sư thầy, đấy là giới thiệu các bạn như thế. Đây kinh Phật đây các bạn nhé, bạn đây đây không phải nói sai. Đấy, sư thầy là còn để quên một quyển vở, quyển sách trên này, thì hôm nào mình sẽ gửi giả lại, hoặc là bạn nào có nhu cầu đọc về kinh Phật thì các bạn mình kỷ niệm các bạn quyển này để các bạn đọc, để cho cái cho chúng ta nó tâm trí nó được giảm bớt cái nóng và cái hỏa các bạn nhé. Đấy, và mình giới thiệu rất chuẩn luôn. Và xin giới thiệu các bạn là bên phụ của xe, đây bên phụ đây, và keo chỉ thì đó là zin rồi các bạn nhé. Và mình cũng giới thiệu sơ lược một chút thôi, nhưng keo chỉ là zin mình không giới thiệu nhiều nữa. Và các bạn qua sân này, nó đẹp luôn. Và đây giới thiệu các bạn keo cột của nó này, keo cột là keo cột zin các bạn nhé. Đấy, keo cột zin luôn. Đấy, xin giới thiệu các bạn. Và xin mời các bạn quan sát cánh sau này. Cánh sau thì các bạn quan sát này, khóa trẻ em còn nguyên. Và các bạn quan sát keo chỉ của nó là keo chỉ còn nguyên luôn. Và mình giới thiệu cho các bạn luôn. Và xin giới thiệu các bạn luôn là chiếc xe này nó rất là zin. Và xin giới thiệu với các bạn là phần nội thất của xe. Và không, tí nữa nó tối mất các bạn nhé. Nội thất ghế của nó rất là đẹp. Và nội thất phần lề của nó còn nguyên các bạn. Lề này của nó còn nguyên các bạn này. Đấy, nó còn lề nguyên. Và trong này của nó lề zin theo xe này các bạn này. Đấy các bạn nhé. Đây, lề zin của nó theo xe này. Bạn nào nếu cẩn thận về bóc cái ghế này ra thì đẹp long lanh. Nhưng mà cái ghế này nó cực đẹp thì các bạn cứ để nguyên các bạn nhé. Đấy, mình khuyên các bạn là như vậy. Nó để nguyên đằng nào chúng ta phải bọc về đi, nếu không thì chúng ta nó sẽ rất bẩn. Cái này nó sẽ rất bẩn các bạn nhé. Đi trẻ con nó bôi bẩn ra là đằng nào chúng ta phải bọc, là chúng ta cứ để nguyên. Cho nên mình tiết kiệm cho mọi người, mình để nguyên chứ mình không bóc ra. Nếu bóc ra chiếc xe này lộng lẫy lắm và nó rất là đẹp. Vì các bạn quan sát con này nó form các bạn nhé, form nó lên form các bạn nhé, lên form là 2.7 hay là 10 này. Còn đấy các bạn quan sát này, nó rất là đẹp đấy. Toàn bộ ốp giả vân gỗ, nó giả vân gỗ, viền giả gỗ chạy từ trước ra sau các bạn nhé, xung quanh xe làm cho xe nó rất là đẹp. Và các bạn quan sát này, phần vô lăng của nó rất là đẹp. Các bạn quan sát này, phần vô lăng nó rất đẹp các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe này rất là đẹp, người ta đi rất ít này. Và con này km đi thì nó là chuẩn km các bạn nhé, 26 hình như là 25 vạn các bạn nhé, 25.000. con này đi 25.000 km thì nó chuẩn thôi. Bởi vì tại sao nó từ 204 đến 205 đến bây giờ thì mới 5 đi bao nhiêu km là chuẩn các bạn nhé. Nếu các bạn nếu mà con này dưới 10 km, 10 vạn km mới lại gì là sai các bạn. Bởi vì nếu một chiếc xe như này thì thực sự nó đi ít thì nó biết ngay. Và các bạn quan sát phần vô lăng của số này và áo số của nó đây là các bạn này. Áo số là áo số zin các bạn nhé. Áo nó có số zin, nó mềm nhũn này các bạn này. Nó như mềm nhăn mềm nhũn các bạn. Nếu áo số nó và số đều số lô thì nó sẽ rất là nô các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát này, áo số zin này, số zin của nó đây các bạn này. Đấy, nó rất là đẹp. Và con này được trang bị đầu màn cam lùi các bạn này, đầy đủ hết các bạn. Từ giờ, đồng hồ giờ của nó còn nguyên các bạn này. Những con xe mà nó còn đồng hồ đẹp như này các bạn nhé thì rất tuyệt vời. Nó đồ zin như này nó rất tuyệt vời các bạn nhé. Và các bạn quan sát này, rất tuyệt vời luôn. Đó, các bạn quan sát này. Đó, công tắc AC mát lạnh luôn các bạn nhé. Đó, mát lạnh luôn, rất mát. Đó, rất mát luôn. Đó, và mình tắt cho các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Ok. Và chế độ này là lấy gió trong gió ngoài, các bạn nên lấy gió trong như này để cho nó sạch các bạn nhé, không lấy gió ngoài. Và chế này sấy là chế độ sấy cho các bạn nhé, sấy gương. Cái sấy này thì nó chỉ có tác dụng như này các bạn này, cái chế độ sấy này thì nó chỉ có tác dụng là nó sấy cái kính hậu đằng sau các bạn nhé, kính hậu đằng sau. Nếu nhiều nữa thì có con nó được trang bị là sấy hai cái gương này các bạn nhé, và nó sấy hai cái gương này các bạn nhé. Và con xe này thì chủ nhân người ta đã lắp chỉnh gương, nhưng mà theo như mình thì là chắc là nó hỏng rồi, chắc là không thể chỉnh được các bạn ạ. Đấy, để mình xem này. Không chỉnh được các bạn ạ, nó không chỉnh được, con này nó hỏng rồi các bạn nhé. Đấy, nó chuẩn luôn. Đấy, và con này được trang bị đầu màn cam lùi thì mình thử để lùi vào cho các bạn này. Đấy, cam lùi các bạn nhé. Cam lùi mình đã mở cốp xong cho nên nó chiếu lên trên các bạn nhé. Đấy, các bạn thông cảm. Và táp ly tô lô của nó thì tuyệt vời luôn, các bạn không chê vào đâu được cả các bạn nhé. Đấy, bạn nào mua tặng luôn những đồ chơi trên xe, tất đấy những đồ chơi trên xe luôn. Và đây
bạn nào thích thì tặng luôn quyển Phật pháp này của thầy đây, còn chắc là thầy bán kỷ niệm. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát phần máy của xe và phần kính điện thì ok này. Con này hơn cái được trang bị tép biết đầy đủ này. Rất ok. Và để mình giới thiệu các bạn là phần máy nhá, không quả nó tối mất các bạn này. Và xin giới thiệu các bạn là phần đầu xe và phần đèn của nó rất tuyệt vời, biểu tượng DU của nó rất ok, đèn zin từ trước ra sau sáng choang luôn. Và xin giới thiệu với các bạn chống chống đấy, đợi em tí. Rồi, đợi em quay nốt video. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát. Đó là một chiếc xe đẹp, đó đèn nó đầy đủ đây. Rất là đẹp các bạn này. Mình quan sát là mình quay chiếc tên là dằng đầu cho các bạn này. Và con này máy 1.6 các bạn nhé. Máy 1.6, động cơ 1.6 này. Làm việc ở 4 máy. Dung tích xi măng 4 máy, làm việc với phương thức là kim phun điện tử các bạn nhé. Và các bạn quan sát đây là hộp đen, điều khiển hệ thống đánh lửa điều khiển qua hộp đen. Và đây là hộp đen của xe, một cái rất là ổn định này. Và các bạn quan sát này, đấy, máy nó rất đẹp các bạn này, máy đẹp lắm các bạn này. Và con này máy rất chất luôn, máy lổ êm đét đấy các bạn này, máy đang lổ các bạn nhé, máy lổ êm đét luôn. Con này máy rất ngon. Và con này máy không có chuyện ăn nhớt và hơi thừa các bạn nhé. Xe máy rất khỏe này. Đấy, máy bơm dầu và không hơi thừa, không bơm nhớt, rất chuẩn luôn. Và các bạn quan sát này, zin nhé các bạn nhé. Các bạn quan sát này, đồ zin luôn, chưa chạm, chưa tháo từ cabo. Phần nể của nó còn nguyên các bạn này. Phần nể chống ồn của nó văng lên trên, chống nóng, chống ồn của nó còn nguyên này. Và các bạn cảm biến ga này. Và giới thiệu sơ lược cho các bạn biết là dòng Lacetti này. Dòng Lacetti này tại sao được nhiều khách hàng ưa chọn, là nhất là những anh em mới, anh em dạy lái xe, cho nên anh em rất thích những dòng Lacetti. Vì các bạn biết tại sao không? Dòng Lacetti này nó được trang bị hai dàn quạt điều hòa các bạn nhé, hai dàn quạt, một quạt dàn quạt nóng và một dàn quạt điều hòa, cho nên chiếc xe nó nhiệt nó làm việc rất ổn định các bạn ạ, nó rất ổn định luôn. Cho nên là nhiều anh em lái xe tìm những Lacetti này để dạy lái các bạn nhé. Đấy, cho nên là nó làm việc rất ổn định, nhiệt rất tốt. Và máy của nó là máy của nó bền bỉ hơn là dòng Gentra. Đấy là mình khách quan mà nói là như vậy. Máy nó bền bỉ hơn các bạn nhé. Và con này trang bị động cơ 1.6, dung tích xi lanh của nó là động cơ 4 máy. Và cái hệ thống kim phun điện tử điều khiển qua cảm biến trục cơ. Và thứ nhất là các bạn nói mình nói vào cảm biến trục cơ nó ở đâu. Và đây, con này là cảm biến cam đây các bạn này. Đó, cảm biến đây nhé. Đấy các bạn này. Và hệ thống mô bin đánh lửa của nó đây là 4 mô bin, 2 mô bin các bạn nhé. 2 mô bin thì nó đây. 2 mô bin này nó kết hợp là trong đó có 2 máy. Hệ thống là máy nó làm việc là 13 1324 các bạn nhé. 1324 thứ tự đánh nổ. Và nó là dòng điều khiển là qua mọi đà gọi như là máy tính trung tâm các bạn. Đây này, nó đặt ở đây. Và nó điều khiển hệ thống đánh nổ cả xe, theo xe. Và mọi chức năng hoạt động thì các bạn đã biết rồi, nó đã ok. Và kính thưa quý vị và các bạn, như trên mình đã giới thiệu chi tiết về video con Lacetti sản xuất năm 2004, đăng ký 2005, xe biển thành phố Hà Nội, gốc thì gốc Hà Nội và biển bây giờ là biển Hải Dương các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu mua mình sang tên rút hồ sơ thoải mái luôn. Một lần nữa kênh ô tô cũ Miên Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh ô tô cũ Miên Linh. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.